dịch trước đi, các bạn muốn mở rộng hay nâng cao đó, nghe chưa, các bạn muốn mở rộng nâng cao, hiểu không? Các bạn hoàn thành hay đồng quân thì là tóm lại là khi mà vô thi hay là lên án gì đó thì các bạn một số một con các bạn không biết học học gì đó, mà khi trả lời cho các câu hỏi của thầy cô các bạn lại lấy cái bài này để cắm cho thầy kia thì là chết nữa. Cái thứ hai là các bạn đọc bài, các bạn đọc kỹ cũng như vừa quay trang cũng như cái bài này điều trị cho những bạn mình tin khác qua nhanh một cơ sở quyết thì các bạn lại thấy cái thằng điều trị của trường hợp cho nên các bạn thấy không được thắng họ thì điều trị nó không có được. Bạn hỏi anh mình anh nói dạy sao được không, hỏi là anh ơi trong sách có ghi cái điều như vậy nè, rồi anh dạy khác cái điều gì khác thì anh coi coi cái thằng nào tốt, cái hỏi cái anh mới hỏi câu là em coi cái điều là điều trị của bệnh gì, cậu quay qua nói em còn là nó tin nhắn ở cho nó tin cắt thì chắc chắn cái điều chắc chắn chắc hỏi đúng không, trời ơi cái dám hỏi anh giống như mà dân không học thi á, uống thuốc này thì uống thuốc này mấy ngày thì nó qua những cái đường thở mà không đọc được đường thở, hiểu không? Cái loại người mà uống tắc tử hiểu có vấn đề chưa? Trời ơi, bạn thấy cái ớt tà la mà không biết các bạn ớt vậy bạn có học bài không? Các bạn có đọc được bao nhiêu phần trăm các bạn ớt bài đó không? Chẳng hạn mấy bài chia sẻ rồi đó, trang tiêu cái gì đó, tạp chí tiêu pha hoặc là trang là tiêu sinh viên rồi những quân với rồi mình nó mới cho bạn rồi chia sẻ cho anh hẹn đó các bạn. Anh thấy là chia sẻ tùm lum tùm la các bạn có đọc không? Thầy nào nhắc chi quân phải không? Không có đọc, không có đọc mà đọc thì chưa chắc các bạn hiểu được ba mươi phần trăm nữa. Tại vì biết sao không? Nó trần cho nó carbon, nó carbon thì quan tắc cho nên những chó có những cái mẹo mà cái những cái chi tiết người ta tặng giấu đi cho nên các bạn đã không biết được cái mẹo và cái mánh ở trong đó, thôi cho các bạn đọc các bạn cũng nhận nữa, hiểu không? Bữa hôm anh thấy cái bài thi tách hỏi của cái tạp chí sinh viên y khoa phải không, up lên một bài thi tách hỏi của thằng Hoàng Anh gì đó nó chia sẻ cho nó cứ dạy nó quay luôn, nó quay video luôn, nó quay video giống như là nó dạng trực tiếp á, trời dạy vợ muốn chết thì anh nghe anh cái bài đó nó dạng 30 phút mà nghe mà trời ơi thằng này dạy vợ mà dạy gì mà sao mà sinh viên xe tùm lum tùm la rồi đòi vợ đi gì ôi. Cho nên các bạn học ở trên mạng các bạn phải lựa chọn, đâu phải các bạn thấy cái bài này mà xe cái bài đó tên bài nó hay á, bài sắp tên mà dùng mặn mặt á trong tôi yêu khoa á thì bài nó hay ha, thì các bạn nên học cái bài như vậy chứ không phải các bạn thấy cái gì cũng xe cũng ai cũng xe cũng chi chất lượng cũng khó. Rồi hôm nay chúng ta học bài chữ thắc hỏi, chữ thêm thắc hỏi của nhau là thêm thắc hỏi là thêm thắc hỏi các bạn nên nhớ khi tác động bạn hỏi và động bạn hỏi là có nguồn gốc từ đâu, từ gì đâu mà chủ từ thất phải, pháp phải nó chứa gì, chứa méo gì xưa hay nay tức là áp tỉnh mặt đúng không các bạn, cho nên khi tác hỏi nó đồng nghĩa là khi tác động mặt để nó dài không. Cho nên cái cơ chế của họ là cơ ngay trước khi mà học bài này là anh giải bài kháng vitamin nhân cá này, anh đã chuẩn bị kháng cho cái bài này kháng vitamin nhân cá hay là như là chuẩn bị áp dụng những phần điều trị cái này, hiểu không? Và cái cơ chế của thiên tắc động mạch và thiên tắc tĩnh mạch nó lại khác nhau, thì hôm trước anh đã nói rồi trong bài kháng vitamin nhân cá, thì anh nhắc lại một tí là cái thiên tắc tĩnh mạch là chủ yếu là do các yếu tố đông máu cho nên chủ yếu là dùng kháng đông là chính, trong khi đó thiên tắc động mạch thì chủ yếu là vai trò trong cái tập tiểu cầu là chính, sau đó mới có các yếu tố đông máu đúng không, cho nên vai trò chính của nó là trong cái tập tiểu cầu kháng đông nó khác nhau, hiểu không? Thì đa số tất cả các trường hợp thì thiên tắc hỏi là có nguồn gốc từ huyết khối tĩnh mạch chi dưới, từ huyết khối tĩnh mạch chi
chi dưới một số khác đó là các vùng đó từ các tỉnh mạch khác hẹp tỉnh mạch chọn tỉnh mạch rồi mà quyết khó trong các vùng đi nó phải chuyển phải theo hoặc là quyết khó tỉnh mạch chủ chủ dưới được chưa. Rồi một khi mà các bạn khám lâm sàng các bạn thấy bệnh nhân mà anh có nhắc lần trước ở huyết khối ở bài là huyết khối tĩnh mạch đó thì khám lâm sàng và bệnh nhân các bạn thấy có huyết khối tĩnh mạch phía dưới thì là nhớ cho ta chưa ăn được một cái tại vì cái coi chừng có một cái khối u là nó ở bụng nó chèn ép cái hệ tĩnh mạch của chúng ta cho nên khiến cho cái dòng chảy nó sao nó bất thường nó chạy chậm lại đúng không? Thì ở đây có một cái nguyên nhân là ung thư nha, là cái này là tuần hoàn ha. Thì cái này là ta chán thì vô chơ vừa chạy thì nó cũng đọc không đọc ha. Thì miễn mình nhớ cái tên nó được rồi ha. Rồi thì tam giác này hôm trước anh cũng nói là chặt rồi. Thì cái tam giác này nó có tên tình trạng mà các yếu tố nguy cơ gây cho tuyến mắt tĩnh mạch huyết khối tĩnh mạch, huyết khối tĩnh mạch phía dưới hay cũng là nguy cơ cho huyết khối động mạch phổi. Ha. Thì ở đây có những trường hợp tĩnh mạch mắc bệnh lâu, chẳng hạn sau sinh hoặc là do ung thư, do thiếu hụt yếu tố đông máu hoặc là ung thư hoặc là chấn thương. Ha. Có thể nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố nguy cơ để mà làm yếu tố nguy cơ các bạn. Ngoài ra cái tĩnh mạch các cái tĩnh mạch đó, tĩnh mạch trung tâm nó cũng nguyên gây nguy cơ huyết khối. Hoặc mình mà dùng cái cây kim mình làm tiết áo động mạch đó các bạn thiếu cho các bạn làm không khí đặc biệt ở động mạch đùi. Các bạn vô tình các bạn đâm xuyên qua động mạch hoặc là các bạn lấy huyết khối họ lấy tiết máu ở động mạch đùi nhưng vô tình lúc đó mình đang có dùng sinh trơn hoặc là chống tác động tiểu cầu thường thường trong bệnh nhân tim mạch rất là nhiều và các bạn khi các bạn rút ra các bạn để không kỹ á có thể tạo ra một cái thêm anh ơn nó khó máu tụ á ha thì chính cái khó máu tụ ở sau này sẽ chèn ép cái hệ tĩnh mạch ở chi dưới và nó từ đó nó làm cho cái dòng chảy của chúng ta bất thường và có thể tạo thành huyết khối tĩnh mạch chi dưới và từ huyết khối tĩnh mạch chi dưới đó nếu như chúng ta không điều trị hoặc nếu như cái huyết khối nó bong chóc ra vỡ ra và nó đi theo dòng tuần hoàn nó lên tới cái động mạch phổi thì nó sẽ có khả năng gây thêm thắng phổi nếu như cái tụi huyết khối đó làm bích cái động mạch phổi hiểu không, hiểu cái con đà thì chưa rồi. Rồi đây là sinh lý bệnh của thắng phổi. Thì thắng phổi nó chết là không phải là do cái vùng phổi đó thì nó chức năng mà là nó chết là do cái tim của chúng ta ha. Khi mà có một tụi huyết khối nó làm tắt cái động mạch phổi tức là sao, nó sẽ làm gia tăng áp lực lên cái thất phải đúng không, cái đó thất phải sao nó phải tăng co bóp nó nhảy nó dạng đúng không, nó thắng được cái lực này đúng không, xong rồi nó sẽ sao khi thất phải đúng không, hiểu chưa. Ừ thì lúc đó cái lượng máu mà từ thất phải bơm ra là mặt nổi để trở về cái vị trái nó xuống thắt trái thì cái khu lượng đi quá nó thấp đúng không, cái lượng thâm thấp cho nên bơm ra ngoài thì sao nó thấp cho nên huyết áp sao nó tụt, hiểu cái đấy này ha. Kim gọi là cái mắt liên thắt, tại vì cái mắt liên thắt đó nó phải giãn lớn ra, nó phải lệch qua bên trái đúng không, tại vì thất phải nó giãn lớn cho nên mắt liên thắt nó bị đẩy qua bên trái cho nên nó làm hẹp cái đường ngang của thắt trái một tí nữa em chính vì từ đó là cái lượng huyết áp nó tụt thấp nữa cho nên nó gây ra tình trạng tụt huyết áp nếu như liên thắt đó gây có lỗi huyết áp liên thắt nó lớn khả năng gây nó không hiểu vấn đề được chưa. Thì cơ bản là cái vấn đề của các bạn này là những điều anh mới nói hiểu không. Ừ. Rồi biểu hiện lâm sàng nó rất là đa dạng ha. Và cái bệnh này là bệnh khó chịu đó và điều trị cũng khó. Đôi khi bệnh nhân cũng có cái mờ, hảo, nè, do chúng ta mà
chỉ có chữ mệt thôi mà chúng ta đang còn suy nghĩ mệt hay là do cái vấn đề gì. Chẳng hạn như là dài nhẹ mệt, sốt mệt, đau đầu cũng mệt, đúng không? Làm biếng cũng mệt, ăn nhiều cũng mệt, nói chung cái gì cũng giống mệt hết trơn á, đúng không? Chắc là nhiều nguyên nhân gây mệt thì một trong những nguyên nhân đó là tiền cảm khỏi. Nghe, đôi khi cái giống mệt khó thở và bạn làm tưởng trong bệnh nhân bị bệnh tim, chẳng hạn thiếu máu cơ tim, chẳng hạn do huyết áp cao thì cũng mệt, chẳng hạn viêm phổi rồi này kia. Nha, nhưng mà bệnh nhân nằm đầu ngang và không ra thì mà chỉ mọi cái cũng mệt thôi mà chúng ta đau đầu. Nha. Thứ hai là tim nhanh là một triệu chứng khác thường thường phổ biến nhất của cái mặt họ. Và cái nữa là suy tim phải, đúng không? Ở mặt cổ nổi từ phía dưới hoặc gan đòi ha, đó là những triệu chứng thường xuyên gắn bỏ. Và những triệu chứng này hình như là không điển hình trong cho con đó mà nó có thể gặp trong những cái bệnh khác, phải không các bạn? Và nghe cái các bạn có phải nghe cái nha, cho nên triệu chứng nó rất là đa dạng nha, rất là đa dạng mà khó chụp nó với những bệnh khác. Cho nên ở đây người ta nói là nghi ngờ khi nó hỏi ở trên bệnh nhân có tổn huyết áp khi mà chúng ta có một bằng chứng tổn huyết khối tĩnh mạch chi dưới là một cái. Cái hai là làm sàng của chúng ta phải có gì phải. Và cái thứ ba là có cái siêu âm tim, chúng ta thấy được cái thất bại bệnh nhân dạng lớn cùng với nó là tăng áp lực mặt phổi. Và cái điện tim chúng ta có một đề ba CT thì chắc chắn là chúng ta thấy được hình ảnh huyết khối lòng mặt phổi. Chắc chắn ở đây là nó có thể là cái tần suất rất cao, nếu không phải là 100% bệnh nhân huyết khối lòng mặt phổi trên CT mình sẽ thấy, đúng không? Tại vì CT không phải là tiêu chuẩn dạng để chẩn đoán huyết khối lòng mặt phổi. Nhớ cái này. Cho nên chính vì cái đặc điểm lâm sàng nó rất là đa dạng, rất là dễ nhầm với những bệnh khác, cho nên người ta mới đưa ra những thang điểm để đánh giá, để đánh giá nguy cơ huyết khối lòng mặt phổi, trong đó có thang điểm Well và thang điểm Geneva. Thì trên bản chúng ta là thang điểm Well thì các bạn trong sách các bạn có, đúng không các bạn? Bản tiếng Việt luôn. Ở đây thì anh đưa hai bản tiếng Việt và tiếng Anh. Thì ở đây anh đưa hai bản, trong đó có một cái chữ Well hữu điện và Well cải tiến. Thì ở bên bản bên đây các bạn nhìn cái bản cái cột mà họ từ cho xuống dưới nó khác, Well cải tiến nó khác, Well hữu điện là tất cả các điện nó đều cho một con số một điểm hết. Trong khi đó cái Well hữu điện đó thì nó cho có hai cái triệu chứng là 3 điểm và 3 cái là 1.5 và 2 cái là 1 điểm. Và hai cái thang điểm này nó khác nhau ở một chỗ nữa. Thang điểm Well hữu điện thì nó không đánh giá được cái nguy cơ lâm sàng, cái mức độ lâm sàng, trong khi cái Well là cải tiến đó thì không có đánh giá được cái nguy cơ là mức độ thấp trung bình cao, trong khi đó cái Well hữu điện thì lại đánh giá được các tần suất thấp trung bình cao. Cho nên khi mà các bạn áp dụng cho chút nữa có một cái bảng nó nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, thì khi chúng ta đánh giá được cái bảng nó đánh giá đó, thì chúng ta sẽ dựa vào cái Well hữu điện. Ha, còn khi mà chúng ta mà ở tính nhanh cho lâm sàng thì các bạn dùng cái Well cải tiến ở chúng ta nhớ không? Thì là cái Well, cái Well mà hữu điện các bạn hai cái đa điểm là cái lâm sàng có dấu hiệu của thuyên tắc tĩnh mạch sâu. Cái thứ hai là không có bằng chứng nào hết để chỉ đến những bệnh khác hơn là thuyên tắc khỏi. Thì hai cái đó là đa điểm. Và một ba cái còn lại trong điểm, trong đó là có tiền căn thuyên tắc khỏi hoặc cái khối tĩnh mạch sâu trước đó, còn tần số lên chúng ta lớn hơn 1 nhân lần từng phút và là phẫu thuật hoặc nằm bắt đầu trong vòng 4 tuần hay là 1 tháng. Đó là một cái nguy hiểm. Còn hai cái nữa là một cái ho ra máu và một cái đó là ung thư. Thì giữa cái Well hữu điện này thì chính vì nó khác
Cho nên cái queo cảm tiếng này thì cháy độ trong độ nhẹ với độ đặc biệt nó không nhau. Phải không các bạn? Phải không? Chỉ cần cần số tim chúng ta cho 100 nào trên phút thì bình thường có không? Có. Đúng không? Bạn số cho 100 không? Có. Đúng không? Cái cho 1 điểm. Vậy cho thì có những gặp như là 1 điểm là dưới giữa hai này là có khả năng nghi ngờ. Đúng không các bạn? Rồi, cái bản này thì các bạn phải nhớ. Rồi, nếu các bạn nào không nhớ thì các bạn có thể in ra hoặc là chép vô cái đâu đó cho một giấy nhỏ đi lâm sàng các bạn đem theo thì các bạn nghe lại. Ha, các bạn nhớ, chỉ càng có nguy cơ có tiền càng thêm các hỏi trước đó là 1-5 điểm rồi. Đúng không các bạn? Hoặc là nó có triệu chứng, có dấu hiệu của thiên cát hỏi, có thiên cát được là sâu trên dưới là 3 điểm. Đúng không? Thiên cát được là sâu trên dưới các bạn đầu gặp thường không các bạn? Gặp thường. Đang để đó, nếu mà bệnh nhân thêm mệt, có nghĩa là chúng ta có khả năng nguyên nhân do thiên cát hỏi. Thang điểm thì các bạn chết được không? Chết trên lâm sàng được không? Được, anh nghĩ là được. Đúng không? Ngắn thời gian. Cái thứ hai cũng là thang điểm chia lê la. Thì thang điểm này nó cũng hai vị khác là thang điểm cổ điển và thang điểm ngại biên. Thì ở đây các bạn thấy đó, hay chọn cái thằng số tên các bạn nó chia ra là hai cái cá là đứng dịp tên như biết 95 là trên phút nó cho có 3 điểm, nhưng mà dịp tên mình nhân mình trên 95 bằng trên phút nó cho 5 điểm. Cho nên khi mà bệnh nhân tần số T 100 là trên phút thôi thì chúng ta được 5 điểm. À, đúng không các bạn? Đúng không? Cho nên cái này hay không thì ấy. Đúng không? Thêm nữa các bạn, bạn bệnh nhân mới phẫu thuật mổ một lần trong 1 tháng thì sao chúng ta được bao nhiêu các bạn? 3 ngày 2 đến 5 là bao nhiêu các bạn? 8 điểm, 8 điểm là có triệu chứng lâm sàng ngay chỗ số 5 các bạn thấy không? Các bạn thấy lớn hơn 5 không? Thì coi như là nghi ngờ thì thăm hỏi. À, cho nên các thang điểm này chúng ta được đánh giá mức độ nguy cơ thôi. Ha, nguy cơ thấp, trung bình và cao. Còn về khả năng đánh giá thì thăm hỏi nó cũng có nhưng mà nó cũng không có độ đặc biệt và độ nhạy cao. Vậy chưa? Cho nên giữa hai anh điểm queo và anh điểm trên đây ba chúng ta phải học thuộc và phải sao phải áp dụng cả hai luôn. Có những nghiên cứu nó nói thang điểm trên đây ba nó độ nhẹ là độ đặc hiệu cao hơn thang điểm queo, nhưng mà có những nghiên cứu khác nó nói queo nó cao hơn cái thang điểm trên đây ba, cho nên hai thằng này nó giống như nó hỗ trợ lẫn nhau. Ha, đây các bạn đánh giá thang điểm này thấy bệnh nhân thường thuốc và thì đánh giá thang điểm trên của nó thuốc phù hợp đúng không? Rồi, hai thang điểm này các bạn chết được, đúng không các bạn? Dễ không? Quá dễ. Từ hai cái thang điểm này, nó đang nghi ngờ thêm các hỏi hoặc là bệnh nhân cho lâm sàng bệnh nhân tụt huyết áp, bệnh nhân mệt, khó thở, mình không có cái bệnh gì khác thì nghĩ tới mà thêm các hỏi. Thì chúng ta phải làm đến các thằng lâm sàng, thì trong đó có dolimer. Dolimer là cái chữ dolimer này là đó là sản phẩm thói gian của tiết dịch. Cho nên khi mà bệnh nhân trong máu bệnh nhân mà có huyết khói thì sẽ có sản phẩm thói gian. Ha, cho nên khi mà các bạn dùng cái laser này thì các bạn chỉ có thể giúp chúng ta loại trừ hẳn và bệnh nhân có huyết khói, trong đó có huyết khói thì nó khỏi. Laser là 500 các bạn loại trừ luôn là không có thiên tai, được chưa? Nhưng đây liên quan tới 500 thì các bạn phải cân nhắc suy nghĩ xem nó có huyết khói. Nhưng huyết khói ở đâu? Nếu không có rõ là huyết khói động mạch phổi, các bạn nhớ cái điều này. Tại vì cái đây liên quan là sản phẩm thói nhé của chúng ta, cho nên khi trong máu động mạch hay máu động mạch của chúng ta có huyết khói thì nó sẽ có sản phẩm thói nhé này, được chưa? Cho nên
Nó dương tính, nó chỉ nói rằng trong áp của chúng ta nó biết nói, chứ không nói rõ là vị trí ở đâu, mà chúng ta phải dùng các cảm nhận khác để chúng ta xác định. Còn nếu nó âm tính, tức là nó dưới 500 nanogram trên ml thì chúng ta loại trừ hẳn luôn là bị mắc khỏi. Cho nên cái nguyên tắc này nó có giá trị loại trừ. Giá trị loại trừ là gì? Hiểu không? Bệnh nhân cần nói cho thêm cho đi vào một cao. Bệnh nhân khi đắc khỏi khi đắc khỏi cho đi vào một cao. Biết khó tự mạnh sau khi dối cho đi vào một cao. Biết khó tự mạnh rồi một cao. Biết khó tự mạnh cửa thì cho đi vào một cao. Hiểu không? Cho nên khi mà cho đi vào dương tính chúng ta cần phải dùng các cảm ứng thành khác để chúng ta hỗ trợ. Các cảm ứng thành thứ hai là nó là cái điểm trong đồn. Thì cái điện năm đồ này hình của thiên thất khỏi chúng ta là S1V3V3. S1V3V3 đây S1 tức là có sóng S ở D1, V3 có sóng V ở D3, và D3 tức là sóng T về mặt âm ở D3. Khi mà chúng ta có được cái hình ảnh S1V3V3 cùng với lần thèm nhưng mà có thở thì chúng ta có thể nghi ngờ thiên thất khỏi. Các bạn nhìn rõ cái gì trong đầu nha các bạn, thấy không? Chúng ta chỉ rõ đang rồi. Tuy nhiên các bạn nhìn vô cái bảng này ngay chỗ thì hết một khi mang đây ra, các bạn thấy độ nhạy cao không các bạn? Độ nhạy không cao nhưng độ đặc biệt cao. Tương tự như vậy, các bạn nhìn lên cái chỗ ngay chỗ cái chữ trong tơi á, trong tơi hàng cuối cùng từ dưới đến lên, cái tơi ở bên họ, tơi ở bên họ độ nhạy cũng không cao nhưng độ đặc biệt cũng cao. Tơi ở bên họ đặc biệt tơi tơi trong tơi á, trong tơi đã trong tơi năm ở trên bên họ đến bên ba và trong tơi đã đúng không các bạn? Đúng không? Hình ảnh cái nó cho nên là chúng ta sẽ hơi ăn đúng không? Ở V1, V2 hoặc V3, V4 đúng không? Thì ở đây nó cũng có trong phiên thất khỏi và cái độ nhạy thì không theo nhưng độ đặc biệt nó lại cao. Cho nên các bạn khi mà các bạn gặp bệnh nhân mà khó thở là các bạn thấy sức hơi ăn từ V1 đến V3 hoặc V1 đến V4 thì ngoài cái tiếng nói cho nên nghe các bạn còn những nói phân biệt là phiên thất khỏi. Thứ hai là các bạn nhìn thấy sóng ớt. Hồi nãy chúng ta có bộ ba lớp học quy ba lê ba. Các bạn nhìn ở giữa cửa thấy sóng ớt, sóng quy không? Sóng ớt ở đây mọt và sóng quy ở lê ba. Thì cái độ nhạy của nó cũng không cao nhưng cái độ đặc hiệu cao. Cho nên ở người bình thường bạn có sóng ớt ở lê mọt và sóng quy ở lê ba. Và ở những người thiên thất khỏi bạn có điện trong nò có ở lê mọt và quy ở lê ba. Nó chỉ đơn giản như vậy không nhưng nó cũng là một tuy nhiên nó không bằng cái tháng một khi mang đây này. Khi mà có đủ ớt một khi mang đây này thì chúng ta có độ đặc biệt cao hơn là chúng tôi mấy chị chặt đúng không? Hiểu chưa? Cho nên các bạn không có loại trừ được cho một cái điện năng đồ chẳng hạn điện năng so chẳng hạn bệnh nhân có lúc nhắn phải hoặc là ớt ở đây một quy ở đây ba hoặc sắp tới năm ở đây một đến đây ba hoặc sắp tới năm từ đây một đến đây bốn thì tất cả những cái điện năng đồ thì nó họ đó đều gặp những dạng này đúng không các bạn? Cho nên các bạn cảm thấy đôi khi các bạn đo điện năng đồ một lần mà các bạn có nói chính phải, các bạn nói ô bình thường thì cũng coi chừng chúng ta sai sót. Đúng là không chính phải ở người bình ở người bình thường có là bình thường, đa số là bình thường nhưng đôi khi là bất thường trong khi nó khó khó các bạn khó. Cho nên điện năng đồ bạn sốt dịp tim bằng nhanh không? Nhanh, ở trên đây dịp tim nhanh, đúng không? Đầu ngày 20 tháng và đầu đặc biệt là 84, đúng không các bạn? Cho nên nó rất là đa dạng, rất là khó, hiểu không? Cho nên các bạn nhớ có một quy tắc đề này là nó là điểm nhất.
tới đây đúng không? Hiểu không? Có nhanh quá không? Hiểu rồi. Đây các bạn nhìn cái thiệt trong đồ này, các bạn nhìn thấy cái thống hết, nên họ thống quy ở đây đây ba và chúng ta thăm ở đây ba. À, các bạn nhìn cái chữ nào trước đó các bạn thấy sắp tay não từ đây một đến đây đây bốn thậm chí là đây năm đây sáu luôn các bạn. À, các bạn thấy ở đây cái gì bất thường không? Người ta đã chữ đây thấy gì bất thường không? Bình thường anh dạy các bạn bằng cái điện anh dòm các bạn. Về 3, về 4 đúng không? Vẽ mắt xuống anh nhớ. Có chúng đọc một bài. Bình thường cái sự căng bằng đó là cái dùng chuyển tiếp của ngữ về 3, về 4. Và các bạn thấy ở đây cái dùng chuyển tiếp nó lệch ra về sao? Đúng không các bạn? Đúng không? Cho nên đây các bạn có hiểu là như nào? Phải không các bạn? Đúng không? Đây các bạn, hình ảnh này là kết hợp V3, V3 là có một cái góc chính tại ở V1, V2. Và sắp tới, đây sắp tới âm từ V1 cho đến V4, thậm chí V5 luôn. Thì có bất càng nhiều dấu hiệu biểu hiện trên điểm trên thì chứng tỏ càng để ý khi khám hỏi. Nhịp tim bệnh nhân như các bạn, nhịp tim bệnh nhân là bạn đúng không? Thì trên một nhanh nhanh nữa, đúng không? Rồi, cái điện trong đầu thì cho các bạn. Rồi. Tới là rất quan trọng. Rất quan trọng các bạn chú ý một cái dấu hiệu là dấu hiệu tham tâm. Thì cái tham tâm là một cái hình tam giác. Hình tam giác là cái lái của nó hướng về trung tâm hỏi hay hướng về trung tâm tự hỏi, hiểu chưa? Cái gì cái dấu hiệu của quái cơ má chú là cái dấu hiệu mà cái dấu hiệu là cắt phục. Chẳng hạn như cái cục khí khói đầu mạch hỏi đang đây nó gặp cái cục khí khói nó chặn lại thì ở phía trước cục khí khói thì nó sẽ giãn ra và ở phía sau thì không có luồng thông thì nó sao nó sẽ hẹp lại. Hiểu cái dấu hiệu này không? Chẳng hạn như cái cánh cửa của bạn bạn khép lại ở người chặn lại không ra ai đi ngang đó thì khi đó cái số người lại đó càng ngày càng nhiều đúng không? Nhưng mà cái đầu bên kia tốt rồi các bạn thấy số người chẳng hạn như là máu đi ha, số người là máu thì càng ngày càng nhiều thì nó làm cho cái không gian của chỗ đó nó rộng nha. Nhưng mà ở phía ngoài sao cánh cửa bị đóng lại không có ai ra được đó cho nên nó không có máu tới cho nên nó sẽ không phát triển mạch máu đó. Đó là dấu hiệu bên trong mắt. Thì cái dấu hiệu này trên cái tiếp quan một hơi khó thấy, cho nên các bạn chỉ chú ý cái dấu hiệu hạt tâm thôi. Ngoài ra còn có những dấu hiệu khác, chẳng hạn như cái dùng hoành ở vùng cao hỏi, cái dùng hoành ở bên phải cái dùng cao, vô quá cao hoặc là dùng hoành như nháy dùng quá cao, đang đều cũng là dấu hiệu là điểm khi khám hỏi. Tuy nhiên cái dấu hiệu cũng không đặc biệt. Hả? Thì tăng bắt cao không có nói về sự mấy không? Đây, cái dấu các bạn thấy là dấu hiệu tăng tăng không các bạn? Ở đây các bạn là không rõ là cái dấu hiệu bên trong mắt đâu. Nhưng mà trên đây thì các bạn sẽ để ý. Nó giống như là cái dấu hiệu mà tăng từ ngoài khỏi thì nó tăng từ ngoài khỏi dữ động thì lúc đó các bạn máu mạch máu của làn dấu khỏi nó sẽ đậm hơn mạch máu của làn kia. Nha, mạch máu ở trung tâm nó sẽ tăng mạnh hơn mạch máu ngoài biên. Nhưng cái dấu hiệu bên trong mắt này trên liên quan các bạn rất khó thấy chỉ tập trung cái dấu hiệu mà tham tăng và tăng thôi. Nha, thì các bạn thấy trên danh tầng này các bạn thấy rõ không các bạn? Cái dấu đóng của tên đó, thần tam giác tụ vào cái mạch hỏi.
và lấy cảnh sát tập trung hướng về cái trung tâm. Cái hình này các bạn nhìn rõ hơn các bạn. Ở đây các bạn thoải mái hơn, các bạn thấy mình mặt mỏi hay bơ cũng ok ha. Đây các bạn nhìn thấy cái này là quá những phần mình nha, quá những phần mình dấu hiệu thành tâm. Ngoài ra có khác các bạn cần biết một số dấu hiệu nữa, nhưng cái dấu hiệu nữa cũng không diễn hình và cũng không có dễ nhận ra như đang có đề cập tới, hiểu chưa? Rồi hình ảnh này bạn nhớ không? Nhớ, nhưng đôi khi nó cũng có thể là hình ảnh của chiếc khoản tiền à, phải không? Hiểu chưa? Rồi cái thứ hai, cái cảm ơn hàng thứ tư là đề cập tới là siêu âm tim. Siêu âm tim các bạn có thể thấy được huyết có trong buồng tim hoặc huyết khó động mạch phổi, nhưng ở độ gần đấy. Khi các bạn học siêu âm tim, các bạn học siêu âm tim các bạn sẽ biết được cái điều này. Khi mà các bạn quay cái mặt cắt mà cảm thấy trục dọc á, cảm thấy trục ngang á, cảm thấy trục dọc ở đây các bạn, cảm thấy trục dọc các bạn thấy được cái thắt trái, cái trái qua hai lá qua chủ và một mặt của thắt phải, cái cung đồng mạch chủ. Nhưng mà khi mình quay theo chiều kim đồng hồ góc khoảng 60 độ hay 90 độ thì các bạn sẽ thấy được cái cảnh thức trục ngang qua cảnh thức trục ngang qua đồng mạch chủ. Thì khi đó các bạn sẽ thấy được cái đồng mạch phổi và cái chỗ chia nhánh của đồng mạch phổi. Hàng cho ra nếu như khó thì cái chỗ chia nhánh đồng mạch phổi hoặc ngay chỗ thanh đồng mạch phổi thì chúng ta có thể thấy được trên siêu âm. Nhưng mà nếu mà cái khó nó xa quá, ở phía xa mà họ nắm thì chúng ta không thấy được. Nha, cầu huyết khó trong buồng tim chúng ta thấy không thấy được nha. Ngoài ra thắt phải giãn lớn chúng ta làm tăng áp đồng mạch phổi. Đồng mạch phổi giãn rộng là dấu hiệu dễ nhận biết. Hồi nãy là giải thích rồi nha, ngay chỗ cầu huyết khó chạy ngang thì cái luồng máu tới chỗ huyết khó đó thì nó sẽ chạy rộng, cái phía xa nó sẽ hẹp đi, cho nên đồng mạch phổi, các thanh đồng mạch phổi và cái nhánh đồng mạch phổi trái và phổi phải cũng vậy thôi. Trên xương thì nó cũng là một dấu hiệu để gợi ý tiền thắt phổi. Và khi mà các bạn thấy được bệnh nhân bạn nghi ngờ tiền thắt phổi thì các bạn làm con siêu âm mạch máu chi dưới ha, và siêu âm mạch thì bạn thì siêu âm mạch máu chi dưới thì các bạn có thể thấy được huyết khó ở tĩnh mạch chi dưới hoặc huyết khó ngay lá vàng huyết khó lớn nó làm cho, nếu huyết khó động mạch chi dưới lớn nó làm cho bệnh nhân phù chi, tức là phù không có sưng, đúng không? Thì hồi nãy trong cái bảng là cái bảng Genova nó lại gạt quá đúng không? Cao và sưng một bên không có sưng, thì là huyết khó không lớn nó làm cho cái tĩnh mạch đó nó bị nghẹn luôn. Còn trong khi những huyết khó nhỏ, chẳng hạn huyết khó ngay lá quay thì sau khi những huyết khó nó nhỏ thôi, em nó chưa đủ để làm cho cái xương chân của mình chân của mình nhanh lắm, xương hồ và na như vậy, nhưng nó lại không nên cho anh chạy lên khỏi và ngay khi tắt thở. Khi tắt thở đây là không phải khi tắt thở nhánh lớn mà có thể khi tắt thở những nhánh xa, nhánh nhỏ, hiểu chưa? Thì khi mà chúng ta có bằng chứng chủ huyết khó tĩnh mạch là chúng ta có thêm một cái số điểm ở trong mà thang điểm gì, thang điểm queo và thang điểm trên tay này. Đây là hình ảnh CT. CT là khoảng 80-90% chúng ta là thang điểm huyết khó. Ngay chỗ đen đen người ta chịu đuổi lên các bạn thấy rõ không? Bình thường khi chúng ta chụp, nhớ là chúng ta phải chụp cảnh quan thì chúng ta mới thấy được hình ảnh này. Khi mà muốn cảnh quan đi tới đâu thì
nếu như mà dòng máu nó lưu thông nó không có huyết khối hết, nó sẽ gì, nó sẽ bắt màu của cảm quan là màu trắng trên thân, đúng không? Hay lúc cái chỗ khăn màu mặt khỏi chia ra hai nhánh phải và trái thì một nhánh nó bị tắt, tức là không có cốt cảm quan quan được, đúng không? Cho nên nó hiện màu đen chặn ngay chỗ dòng màu trắng, đây ngay chỗ đó là huyết khối, hiểu cái này không? Hiểu không? Rồi, ở đây là cái khối đó, nhưng mà cái con cái hình đều cái khối nhỏ. Em, cái khối nhỏ. Cho nên các bạn còn thấy được đó có len lỏng một tí và đến khi mà nó bị bất luôn. Rõ không? Chương trình các bạn thì không có ai nhận CD đúng không? Cho nên các bạn tại vì đôi khi mình biết được những cái huyết khối lớn như vậy đó, nhưng mà khi mà những huyết khối của động mạch nhỏ á, mình phải bỏ sót cho nên cái thằng chẩn đoán hình ảnh sẽ động giúp mình chẩn đoán. Những huyết khối nhỏ bỏ cũng là bán gì thì mình nhận mạch đẹp rồi, đúng không? Nhưng mà những cái nhánh nhỏ thì sao? Còn cái lên vi scanning đó là những thông khí và tương máu thì cái thằng này như qua mấy chục cảm quan là mặt áo khỏi thì đây là cái khi tự dàng để chuyển con và ở đây thì thường cũng không có nạn, cho nên chúng ta dần có mức độ xuyên đi, dần có mức độ xuyên đi và tất cả các hướng dẫn để chuyển con khi nó khỏi cũng dần có mức độ là xuyên đi. Cái anh xuyên đi cũng có cảm quan tại vì cái những cái này là những cái kỹ thuật cao, em còn họ trực tiếp đi sau hơn thì đi chân. Nhớ nha, CT không phải là tiêu chuẩn dài nha, mà là chọc cảm quan mà nó gọi là tiêu chuẩn dài. Đây các bạn, hình ảnh rất khó rõ hơn cái này chụp mắt mà nó mở cảm quan, dập chẩn thẩm, thấy không? Cái khó rõ hơn các bạn. Chúng ta thấy không? Thấy rõ, hình đẹp không? Đẹp, quá đẹp. Rồi, khi chúng ta chẩn đoán được rồi thì chúng ta phải phân chia nó theo hai cái loại, là phân loại theo mức độ tổn thương và phân loại theo mức độ đó là huyết động. Nhưng mà phân loại theo mức độ tổn thương thường ra nó cũng là phân loại theo mức độ đó là huyết động. Tại vì chủ mắc CVI và cái chủ sự mắc CVI thì trong tiếng Anh đó người ta khi mà các bạn tra thì các bạn sẽ thấy là không phải là từ là huyết khối lớn mà là nó là có dấu hiệu sốc, dấu hiệu sốc chẳng hạn như huyết áp tụt hoặc là giảm chức năng cơ quan, giảm chức năng mô ha, thì cái chữ phát siêu tức là nó có lỗi huyết tập và cái sự sụp phát siêu là có cái chữ sụp phát siêu là không có lỗi huyết tập ha, thì do đó cái chữ phân loại theo mức độ tổn thương với phân loại theo mức độ có lỗi huyết tập thì cũng hoàn toàn giống nhau, cho nên các bạn nó một có sốc, hai không sốc thì là được rồi, hiểu vấn đề này chưa? Rồi khi tắm họ chúng ta chia ra một có sốc, hai không sốc để là gì? Chúng ta điều trị ha. Rồi tóm lại nãy giờ là chúng ta phải nhớ một lâm sàng là đa dạng ha, nhớ ăn nhiễm queo, ăn nhiễm genova, hiểu chưa? Thứ hai là nhớ được là polymer là dùng đại loại trừ khi tắt khi nó dưới 500 nanogram trên ml, hiểu chưa? Rồi xuống trên 500 thì chúng ta nghi ngờ có huyết khối, nhưng huyết khối chỗ nào chúng ta phải làm tiếp, hiểu chưa? Rồi ít quen chúng ta nhớ cái dấu hiệu quen đông mát và dấu hiệu tham tăng, đặc biệt là dấu hiệu tham tăng chúng ta phải nhớ ha. Điện tâm đồ thì chúng ta nhớ hết 1 V3 T3, ngoài ra còn những cái khác chẳng hạn điện chân nó tính phải T5 gì đó ha. CT thì chúng ta bỏ ngàn rồi, ha, phải không các bạn?
Dạ nhớ không? Có mấy ngàn không? Nãy giờ chưa được 10 chục dòng nữa đúng không? Rồi tới đây các bạn, hồi nãy anh nói là khi ăn hai loại là có sống và không sống nha, có sống là biết ăn tục dẫn tới nó ngon hơn hay tục gì đó nha. Rồi cái hai là không sống tức là ổn định, có sống là không ổn định. Rồi thì ở đây chúng ta có đưa ra một cái quy trình trước đó, các bạn trong sách các bạn có ghi đó. Trong sách các bạn có ghi là có thấy rõ không, chủ trong sách thấy rõ không, là nghi ngờ nhưng sắc khỏi không sắc không đủ với khác đúng không? Thì nếu mà không có sắc không có đủ với khác đó, mà trên lâm sàng mà chúng ta nghi ngờ có khả năng nhân sắc khỏi đó, thì chúng ta phải theo đánh giá yếu tố nguy cơ trong đó, là đánh giá cái nguy cơ thấp trung bình cao thì chúng ta lựa chọn tham điểm well cổ điểm và tham điểm trên đi ba, trong đó tham điểm trên đi ba cổ điểm hay tham điểm trên đi ba cải biên gì đó đều có phân loại theo mấy mức nguy cơ thấp trung bình và cao đúng không các bạn, phải không? Nếu như cái mức độ thấp và trung bình thì chúng ta phải chơi đi mơ đúng không, nếu chơi đi mơ âm tính thì chúng ta loại trừ hẳn cái việc thấp khỏi đúng không, nếu chơi đi mơ dương tính thì chúng ta phải dùng thầy CT thì chúng ta có và điều trị, chúng ta không có thì thôi, không có thì chúng ta loại trừ nó nha, hiểu chưa? Cái thứ hai nếu mà nguy cơ cao á thì chúng ta phải đi CT luôn, tức là cái thang điểm quen chúng ta quá thì cao á, hiểu không các bạn? Thì chúng ta phải đi CT luôn đúng không? Nếu không có thì chúng ta không cần điều trị, nếu có thì chúng ta điều trị, hiểu chưa? Cho nên các trường hợp nào các bạn phải hướng dẫn thì thôi, nhưng cái trường hợp là các bạn nghi ngờ như các cỏ mặt trời như thế, mặt trời nó là nguy cơ thấp trung bình cao gì đó thì chúng ta phải thử ra đi coi đi đúng không, nếu ra đi coi nó sao nó thấp chúng ta loại trừ, nếu chúng ta nghi ngờ ra đi coi nó cao thì chúng ta sao các bạn chụp CT hiểu cái này không, cho nên thử hai nha nè, tại đây lên coi thấp chúng ta loại trừ, có nguy cơ cao thì vậy thôi đúng không các bạn, nguy cơ cao và nguy cơ thấp thì chúng ta cũng loại trừ như thế đúng không? Rồi. Rồi cái bảng này là cái bảng là chuẩn đoán nguyên tắc khỏi, nghi ngờ nguyên tắc khỏi là nguy cơ cao mà có sắp hoặc có tục biến khác. Thì ở đây người ta nhìn bên đây các bạn thấy thì trên đó ở đây nếu như mà bệnh nhân ổn định, nói chung là bệnh nhân ổn, hay bệnh nhân mặc dù tụt huyết áp nhưng mà bệnh nhân thở oxy rồi ngày kia có thể đẩy cái hơi mang lên, nhưng mà chỉ có tụt huyết áp thôi, năm sàng bệnh nhân có thể họ vẫn nằm được đầu ngang được chỉ hơi mệt khó thở thôi, thì nếu có thể đi chụp CT liền được thì chúng ta đi chụp CT, còn nếu như không có chụp CT được thì chúng ta xin mời cái siêu âm tại giường lên. À, nếu xem tại giờ các bạn thấy quá tải thể tích của thất thải, tức là thất thải giãn lớn tăng áp động mạch phổi, tăng thành là động mạch phổi giãn to, coi như cái thấy huyết khối thì các bạn có thể điều trị. Em điều trị. Tại sao thì em không ổn định thì bạn chụp CT cho đường đi nó có thể đường đi không đúng nào? Em thì các bạn điều trị thì đây điều trị sao? Tiêu sụt huyết. Tái tiến đám là mất nha. Còn nếu các bạn đánh giá các bạn sau đây và các bạn thấy bệnh nhân đó thấy có nguy cơ cao và bệnh nhân có thể mà đi chụp CT và đi chụp CT trên vùng chụp có khả năng mà không luôn đi mất thì các bạn phải đi chụp, còn nếu không có thì các bạn làm vô, hiểu chưa? Rồi nhưng mà khi các bạn làm tiêu sổ biết hay tái tiến đám tức là lấy cái chuyện khó ra và mọi giá là lấy thì có tiêu sợi huyết ngoài ra còn những thủ thuật khác, đây các bạn vui lòng phải hội chẩn ha, hội chẩn những chuyên khoa khác chẳng hạn hay si vô chẳng hạn ngoại là người mạch máu ha, thì cái đó là nguyên chuyên khoa ha, coi người ta dùng cái như nào tốt nhất cho bệnh nhân, hiểu không, chứ không phải các bạn tự ý đưa ra, các bạn tự ý đưa ra rồi khi nào các bạn là siết của anh không ha,
Thì sự biết nó có chống thì mình cũng nói với bạn rồi. Mà không nắm hạn như sự biết nào nhân chết đó, có thể thương các bạn nghe. Nếu bệnh nhân mà ổn định, huyết áp còn khó thấp mà ổn định nghe, khó thở thì suy đây thì chúng ta chọn nghe. Thì chúng ta chọn nếu như mà suy đây có CT đó thì chúng ta cũng thấy chứ nhé. Nè, nếu CT mà âm tính thì chúng ta phải tìm cái nguyên nhân đó khác. Dễ hiểu không? Dễ hiểu. Bệnh nhân có sốc, còn tiết áp mà ổn định, có khả năng đi chụp CT được thì chúng ta nhảy chụp CT liền. Nè, nếu có chúng ta điều trị, nếu không có thì chúng ta không điều trị. Nếu như mà bệnh nhân không ổn định thì các bạn mời sẽ tập nhiều lên em, thì các bạn kêu ăn nói gợi ý vậy đó em, cùng với năm đẹp nghi ngờ cao quá mà bạn biết ca này nãy đi chụp trên đây có khả năng ngưng tim tâm đừng đi chụp hoặc ngưng tim ngay lúc chụp thì vui lòng mời họ chụp đây xem xét thấy cái máu liền luôn, hiểu vấn đề này không? Rồi nếu như mà siêu âm có lợi ý gì mà vẫn chịu nổi được nữa, có khả năng tới phòng chụp chụp xong thì vẫn còn sống thì chụp, hiểu không? Cho nên cái bước này, cái bước cái chỗ siêu âm này ghé ghé cái qua cái chỗ trên đây thì chúng ta nó dư thừa quá đúng không? Tại vì nếu đang nó ổn thì chúng ta nằm cái bước một rồi đúng không các bạn? Hiểu cái này không? Ừ. Hỏi đi. Lâm sàng, lâm sàng không hái đánh giá được bệnh nhân ổn hay không? Thôi qua ai mà nói với động của bệnh không? Đầu cái khác là với động của bệnh gì em? Bệnh nhân có sốt, tụt huyết áp mà bệnh nhân ổn định. Bệnh nhân ổn định là bệnh nhân tụt huyết áp. Các bạn thấy những đứa bé bị sốt, sốt xuất huyết chưa? Huyết áp bệnh nhân có thấp đó mà nó vẫn nằm tỉnh bơ thấy không? Không hoạt luôn á nha, hoặc là bệnh nhân này khi các họ coi khi bệnh nhân chỉ hào hào mệt hoặc hơi mệt một tí không có khó thở nha, tức là không có những cái tình trạng cấp cứu nhưng mà phải đặt họ cái quạt liền á, không có bệnh gì gì hết á, chỉ có họ một cái khám thôi đó. Các bạn dựa vào lâm sàng của các bạn chỉ giữa các bạn thấy trường hợp cho nên các bạn đánh giá được ca nào ổn hay là không ổn không? Chẳng hạn CT các bạn biết được ca nào ổn hay không ổn không? Nhân tâm sàng biết được không? Lâm sàng ổn, lâm sàng ổn khác với cái tiên lượng nha các bạn. Lâm sàng ổn đó là mặt lâm sàng. CT lâm sàng ổn khi nào bạn? Bệnh nhân nằm đầu ngang được, không khó thở, phải không? Bệnh nhân nằm đầu ngang rồi không khó thở, phù hay không thì kệ nó. Miễn nó nằm đầu ngang rồi không khó thở mình gọi là suy tim là ổn. Ổn về mặt lâm sàng ngay lúc điều trị, chứ là bệnh nhân còn phù mà không có được đến cái bệnh ta, do đó là tự tại nha. Ổn về mặt lâm sàng ngay đó là mặt lâm sàng, mà ngay đó là mặt điều trị nha các bạn. Hiểu không? Rồi bác có thêm ổn không? Khi nào? Thêm nhân giảm không? Bệnh nhân giảm cân nặng, huyết áp bệnh nhân ổn, không có được chuyện. Ha, còn bệnh nhân giảm đau rồi, nhưng mà bệnh huyết áp ổn thì coi chừng bệnh nhân có suy tim hiện nay là. Còn là suy gì? Suy tim phải do nhồi máu thất phải. Các bạn đánh giá lâm sàng đó. Cái chữ ổn, lâm sàng bệnh nhân ổn, bệnh nhân không đang ổn định, mặc dù có sốc, có tụt huyết áp. Chẳng hạn hết 32% còn 80-80%, nhưng mà khi mà cho thở oxy qua sông phổi, huyết áp bệnh nhân hết 32% lên, hoặc bệnh nhân tụt mà mình cho thở mắt tới bệnh nhân lên, và khi đó bệnh nhân dễ chịu hơn thì các bạn có thể đẩy cái CT bình thường, đúng không? Hiểu chưa? Hiểu không? Là nó chưa hiểu hết rồi. Cái này là lâm sàng. Hả? Ủa anh nói lâm sàng
nghi ngờ thêm tác họ có sốc hoặc một tiết ngán, tức là bệnh nhân có sốc hay một tiết ngán, nhưng mà em đánh giá bệnh nhân ổn, tức là có khả năng đi cho CT, không có chết do đường chuyển đi hay trên bàn trong thì bạn hãy đi. Và là bệnh nhân đang khó thở, bệnh nhân ngồi thở thở co kéo không biết áp một cốt quả một thôi hai chân là mạnh nhanh thì chắc các bạn mà rất muốn đó là bạn phải đặt vào cái mảng này rồi, hiểu không? Chuyển đi đâu, chuyển xuống hai chân luôn. Chuyển xuống ICU nha, chuyển xuống ICU, rồi ICU nó điều trị coi ổn hay không, nó dám chạy đi chụp CT ngay lúc đó. Chắc ngay lúc đó mà nãy thì chụp CT mạnh chắc không, dạ, mà nhanh chứ. Cũng giống như bạn mà đang ở dưới tuyến huyện, ở bệnh viện khác gì đó, mà đang đang mua sắp cái gì đó, hàng sắp tên đi, và là sắp dịch trùng gì đi, và quý khách mình đang dưới 70 nè, bạn đang dùng no, hay là đang dùng bệnh mặt gì đó mà chưa kéo được khác lên, chạy ôi. Từ bệnh viện này qua bệnh viện này có một cái số là đưa lên chuyển đi cho người bệnh nhân chết và lỗi hàm nó chết ngay cơ quan mình, tức là nó không ổn định, nó chết ngay cơ quan mình thì mình chịu, đúng không? Mà trên đường đi mà có chuyện gì mà em không giải thích kỹ, không biết một thông kỹ, bạn chuyển đi là bạn bị chết. Tại lúc đó bệnh nhân có ổn đâu mà bạn chuyển, đúng không? Bạn chuyển cây quy tắc thì chuyển đây là bệnh nhân phải tới thôi cho được trẻ có thể chuyển tiến nhưng không đến ở mặt hàng. Hiểu vấn đề không các bạn? Cho nên cái lâm sàng các bạn rất là quan trọng, cũng như chẳng hạn như khi nào người quốc tế bên ta ở bệnh nhân khi đi xin tiêm hộ đó, bạn có hỏi xin tiêm hộ là khi nào? Bệnh nhân đang dùng vô cuốn nằm đầu ngang không thụ ổn không? Ổn. Dùng đấy, dám dùng không? Dùng đấy, thử là biết nè. Đó là lâm sàng của các bạn. Hiểu tới đây chưa? À. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có độ nặng thì chúng ta có PC và FPC. Trong bài của các bạn có thấy được không? Thì cái chỗ chữ PC, PC tức là sao? Là cái cổ điện, nó cũng hai cái. Và FPC là cải tiên. Thì cái chỗ chữ PC là theo tuổi, tức là mỗi năm là mỗi tuổi. Tức là 180 tuổi là 180 điểm. 80 điểm thì các bạn đánh giá độ nặng bao nhiêu là? Lớp 2 là từ 66 cho đến 85 điểm. Nha. Thì ở đây có gì? Có giấy tờ không thân xuyên tiêm rồi từ lớn chưa nè. Nha. Thì các bạn cái này về các bạn chắc chắn các bạn không nhớ nào không? Các bạn yếu cho một cuốn sổ tay khi nào gặp thì các bạn đang nghe các bạn sử dụng. Hiểu chưa? Hiểu cái này không? Quan trọng ở đây là quan trọng các bạn chỉ có chẩn đoán của bệnh nhân tiền thắng hỏi hay không. Rồi chúng ta có mới hướng tới điều trị, điều trị chúng ta có thể giảm nhẹ hơn tại vì nó phối hợp nhiều chuyên khoa nha. Thì bên kia chúng ta có chia nào bốn năm mức độ, độ một, độ hai, độ ba, độ bốn và độ năm. Thì chúng ta cho những công nhân thì chúng ta sẽ có độ bao nhiêu. Nhưng trong khi mà khách hàng cái hàng PC chạy riêng đó thì nó chỉ có một cái thằng PC chạy riêng không có thằng PC chạy riêng đó thì nó ở đây không có, ở trong khách các bạn có cái nhánh của PC chạy riêng không? Không chứ chỉ là lớn không một, nhỏ không một thôi nha. Thì ở đây các bạn thấy là cái chỗ mà cái điểm càng cao á thì nguy cơ tử vong nó càng cao. Nếu mà cái độ năm thì nguy cơ tử vong nó có thể lên tới 24,5%, tức là sao? 1/3, 100 bệnh nhân thì có thể 20 người ha. Còn trong cái ớt bè xe tức là bè xe cải miên á thì nó chỉ cho 0-1 điểm, thì nó đánh giá là nguy cơ tử vong trong 30 ngày
thì ở đây nếu mà nó không thì cái nguy cơ của nó chỉ có 1%, trong khi nó lớn hơn 1 thì nguy cơ nó tới 10%. Nha, hiểu cái này không? Thì khi đó các bạn dùng cái bảng này, chúng nữa có một cái slide, có một cái bảng, thì các bạn có áp dụng cái chữ EC và EC này trong trường hợp bệnh nhân mà tuy tắc thở mà huyết động ổn định, nhưng mà cái EC của bệnh nhân